Chào các bạn. Để giúp đỡ những bạn học tiếng Anh và đặc biệt là những bạn luyện thi IELTS, một kênh thông tin hữu ích và có nhiều giá trị cho việc phát triển tiếng Anh của bạn và phát triển điểm số trong bài thi IELTS thì tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái uh, chuỗi những cái bài giảng uh, hàng tuần về kỹ năng viết và kỹ năng nói uh, trên nền tảng thống kê những cái bài đề thi mới nhất của tháng trước và trong tháng sau tôi sẽ lần lượt chia sẻ những cái bài viết, những cái bài nói để chữa cho những cái đề thi đó. Và đề thi này tất nhiên là thống kê từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Uh, bây giờ tôi xin bước vào một cái đề đầu tiên, đó là đề Writing Task 2, một cái đề viết ở bài 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 luận ở uh, bài luận số 2 đấy trong bài thi IELTS uh, với Ben mà tôi sẽ viết ở Ben 8.5. Cụ thể đề thi là thế này. The internet means people do not need to travel to foreign countries to understand how how others live to what extent do you agree or disagree. Đây là đề thi ra vào ngày 26 tháng 9 uh, có thi vào thi ở Việt Nam mình. Uh, và với cái đề thi như thế này thì với những người là dạy và học IELTS chuyên nghiệp thì lập tức chúng ta phải tư duy uh, gạch chân những từ khóa chính để chúng ta có thể tư duy ý. Từ, từ khóa chính ở đây là gì? Đó là từ internet, từ not need to travel to foreign countries, to understand và từ others live tất nhiên câu hỏi là to what extent do you agree or disagree thì nó là dạng câu trả lời rồi dạng format của bài bài viết rồi tôi sẽ phân tích ở phần sau còn bây giờ tôi phân tích đầu tiên là phần từ khóa trước ở từ ở cái bài viết này vì đề yêu cầu hỏi là cái công nghệ mà internet có nghĩa là chúng ta không cần phải đi du lịch tới các nước ngoài nữa để hiểu người ta sống như thế nào nữa à, thì bạn đồng ý không đồng ý thì rõ ràng là nó sẽ chia hai ý là ý một là ý sự phát triển công nghệ để hỗ trợ cho ngành du lịch và ý thứ hai là chúng ta có cần phải đi du lịch nước ngoài không thế thì uh, với uh, hai khối ý lớn như vậy thì tôi sẽ uh, uh, và tất nhiên dựa trên từ cái chân tôi sẽ uh, tư duy gọi là generate ideas trong vòng cực kỳ nhanh tất nhiên trong cái khi mà thi thì chúng ta chỉ có khoảng 3 phút để tạo ra cái vấn đề uh, phát thảo cái outline này thôi còn bây giờ tôi sẽ phân tích tương đối chậm rãi để các bạn có thể hiểu được đầu tiên tôi phân tích cái vấn đề là the internet thì tôi tạo ý tưởng như thế nào tôi dựa vào mô hình là 5 W 1 H tức là what where when why và cuối cùng one H là chữ how để tôi phát triển ý thì tất nhiên là chúng ta không nhất thiết phải phát triển đủ what where when why how mà chúng ta căn cứ vào cái nội dung này là để về đi du lịch thì chúng ta chỉ cần what và where thôi là tốt rồi còn làm cách nào chúng ta thêm how nữa là là tương đối đầy đủ thế thì what thì cái internet nó có liên quan đến gì nó có thể thay thế bằng từ cyber technology nó có thể liên quan đến online tourism nó có thể liên quan đến uh, virtual travels cái chữ travels mà có số nhiều này ám chỉ là những chuyến đi uh, tức là nó là danh từ chứ nó không phải là động từ như chúng ta vẫn thường dùng ở trình độ căn bản mà đây trên ielts chúng ta viết ở bậc cao chúng ta viết uh, lật xoay động từ danh từ rất là linh hoạt virtual là ảo thì chúng ta có đủ khả năng lực uh, sử dụng từ động từ ở danh từ như thế này thì điểm chúng ta sẽ rất là cao tức là sự để thể hiện sự am hiểu rất sâu sắc tiếng anh của mình À, chúng ta có thể liên quan đến internet thì đương nhiên có computer technology công nghệ máy tính rồi và chúng ta có thể đưa những thuật ngữ mà, mà liên quan công nghệ rất là cao như như là visual tools những cái công cụ uh, nghe nhìn mà lại còn cutting edge tức là cực kỳ tiến bộ cực kỳ đột phá à, sau đó tôi sẽ tư duy sang cái phần là đó là gì how à, how tức là cách nào chúng ta có thể đi du lịch trực tuyến uh, hoặc là du lịch bằng công nghệ thì chúng ta có interactive web pages những cái trang web mà tương tác chúng ta có công nghệ thực tế ảo virtual reality technology chúng ta có thể tham quan bằng video xem bằng video videos hoặc là social media các trang mạng xã hội chúng ta có thể tìm kiếm thông tin search engines thông qua những cụ máy tìm kiếm hoặc là surfing website lướt uh, web rating and review chúng ta xem những đánh giá uh, những cho điểm của người thích, người khách du, du lịch và chúng ta có thể sử dụng công cụ công cụ là visual touring tức là uh, du lịch bằng uh, bằng hình ảnh sau đó là chúng ta sẽ tư duy tiếp là ở nơi nào vậy ờ, chúng tôi đương nhiên internet chúng ta có thể ngồi ngay tại nhà nhưng mà sẽ sai lầm nếu chúng ta dùng từ at home at home là tại nhà mình thôi nhưng chúng ta trong trường hợp này chúng ta phải dùng đúng bối cảnh là du lịch từ nhà do đó tôi sẽ chọn từ from home để tư duy thay vì at home và đến đâu any part of the world và với công cụ gì one click away chỉ một cú click chuột thôi đấy là tôi tạm thời uh, trong đầu ngay lập tức khi nghĩ về chữ internet là tôi nghĩ internet và du lịch thì tôi lập tức nghĩ đến những ý, ý, yếu tố từ vựng và ý tưởng như thế này à, sau đó là đến uh, yếu tố tiếp theo là yếu tố ý thứ hai travel to foreign countries uh, du lịch đến các quốc gia khác lúc này nó đối lập với ý, sử dụng internet thì chúng ta sẽ phải đi bằng người thực con người thực của chúng ta rồi thế thì what đó là travel physically uh, đi bằng con người thực tế của mình để chúng ta expose to cultures chúng ta tiếp xúc với văn hóa À, chúng ta làm gì nữa để thưởng thức cái local cuisine, ẩm thực địa phương Hay ngắm nhìn cái local costume, cái trang phục uh, của người bản địa Đây, local costume, trang phục người bản địa như thế này Rồi uh, chúng ta gặp local peoples Peoples khi mà dùng số nhiều thế này nghĩa là các dân tộc Chúng ta gặp những cái dân tộc địa phương đó Rồi chúng ta sẽ có những gì, chúng ta sẽ trải nghiệm được customs, phong tục And practices, những cái tập quán, phong tục tập quán này Lifestyles, những cái lối sống này Uh, rồi uh, bạn có thể thay từ Lifestyles bằng từ Way of Life Rồi chúng ta có hiểu những cái giá trị của người bản địa Values Và chúng ta gặp người bản địa Inhabitants uh, Tất nhiên ở góc độ là người du lịch Chúng ta có thể dùng những từ như là Travelers Visitors để những cái ý tưởng lập tức là bật ra Bung ra trong đầu chúng ta Đấy và làm thế nào nữa? How? Bằng cách nào để có thể đi uh, tác động mà uh, du lịch uh, thực tế Có thể đối lập với cả du lịch trực tuyến như thế nào? Uh, physically là chúng ta du lịch bằng người thật, việc thật của mình. hay chúng ta du lịch là in person để đối lập với virtually hoặc là by experiencing uh, bằng cái trải nghiệm. Hay chúng ta tour the land, tham quan cái mảnh đất đấy. Hoặc chúng ta dùng từ hit the land. Nhưng tất nhiên là bạn lưu ý là hit the land thì dùng trong văn nói thôi. Còn văn viết để cần trang trọng, bạn dùng tour the land. Where tất nhiên là on site ở những địa điểm cụ thể đấy, xa xôi như vậy. Rồi chúng ta làm offline hoặc là on the spot đến thực tế thực tế ở uh, địa điểm đấy. Thì đấy là những cái mà uh, ý tưởng và từ vựng nó bung ra trong đầu tôi ngay lập tức khi chúng ta đọc cái đề như vậy. Và khi có ý tưởng như vậy rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề tiếp theo. Vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề về cấu trúc của uh, bài viết. Nhưng mà trước khi sang cấu trúc bài viết thì tôi muốn nói thế này. Tất cả ý tưởng về từ vựng và về những cái uh, uh, ý tưởng uh, ý để viết đấy thì chúng ta chỉ có được khi chúng ta thực sự là tích lũy bằng cái sự chuẩn bị rất là nghiêm nghiêm túc của mình trong quá trình học tiếng Anh bởi vì today's preparation determines tomorrow's achievement. Cái mà sự chuẩn bị ngày hôm nay sẽ quyết định thành công ngày mai. Do đó bạn chuẩn bị càng nghiêm túc, càng chăm chỉ thì bạn sẽ có thành công càng lớn. À, và đặc biệt là với IELTS nó là một cái vấn đề cao cấp và khó trong tiếng Anh chứ nó không phải là vấn đề đơn giản như là chỉ là giao tiếp, chỉ là nói mà nó là thể hiện cái văn phong học thuật, thể hiện cái viết đúng form, thể hiện cái hiểu cái đọc học thuật và nghe học thuật. Thì chính vì vậy mà bạn phải tích lũy từ một thời gian dài và thường thì những người luyện ielts có phải có tiếng anh tốt rồi mới chuyển sang luyện ielts được và để luyện được ben 8 trở lên thế này thì bạn cũng cần phải đơn vị năm đấy tức là cũng ngoài một năm trở ra nếu mà bạn có tiếng anh khá rồi chứ còn nếu mà ít hơn thì cũng rất là khó à, tất nhiên là bạn rất rất khá rồi thì bạn có thể luyện ngắn còn bây giờ chúng ta sẽ sang cái vấn đề mà tôi vừa nói đó là cái dạng bài như biết thế nào thì chúng ta gặp dạng bài thì ở đây là câu hỏi là, to what extent do you agree or disagree với dạng bài agree or disagree thì dạng bài này chúng ta sẽ viết uh, căn bản là bốn đoạn văn nhưng cái việc uh, viết bốn đoạn văn đấy thì uh, viết như thế nào thì tôi sẽ phân tích sau còn bây giờ tôi chỉ muốn nói là um, bạn sẽ chọn viết agree hay disagree có phải chọn một xu hướng chắc chắn nào không thì câu trả lời là bạn chọn cái nào cũng được không nhất thiết phải là cứ phải là agree hoặc không nhất thiết cứ phải là disagree bạn có thể chọn agree hoặc disagree miễn là bạn lập luận một cách thuyết phục thế thì nếu mà bạn chọn agree thì bạn tự nhiên bạn sẽ lập luận là thế này internet uh, mang lại cho chúng ta những cơ hội và những trải nghiệm tuyệt vời uh, ví dụ như là sự phát triển internet bằng uh, với những công nghệ cao như là công nghệ thực tế ảo thì giúp chúng ta có thể du lịch mà lên trời xuống biển uh, rồi lên đỉnh Everest uh, hay là đi thăm hang sơn đoòng bằng công nghệ thực tế ảo mà không phải bước chân ra khỏi nhà uh, và chúng ta có thể du lịch đến tận nơi tận chốn như vậy uh, rồi sau nữa chúng ta uh, lại còn không mất tiền chúng ta không mất công di chuyển ồ rất nhiều lợi thế có đúng không ạ à, mà mà chỉ tốn một ít điện à, và cái máy máy tính là đủ rồi à như vậy là rất lợi thế à, và tất nhiên à, du lịch ảo như thế còn lợi thế hơn nữa đó là gì là con người chúng ta sẽ không phải mất thời gian chờ đợi ở sân bay không mất thời gian xếp hàng để mua vé à, ở những điểm du lịch phải không phải chen trúc chật trội à, trong những cái nơi mà chúng ta đi ăn hoặc chúng ta đi à, nghỉ vân vân à, rồi à, đặc biệt chúng ta có thể tránh được dịch bệnh khi chúng ta ở nhà trong cái phạm vi an toàn của mình thì đấy là cái uh, lập luận của các bạn. đương nhiên, lập luận như thế cũng hợp lý lắm và bạn có thể viết là tôi uh, tán đồng với ý tưởng này. Tất nhiên là bạn chỉ nên viết là tôi tán đồng phần lớn thôi chứ bạn đừng là tán đồng tuyệt đối. Bởi vì dù sao du lịch bản chất của nó vẫn là du là đi và lịch là ngắm mà có phải có phải đi và phải ngắm nhìn thì mới sướng. Uh, còn nếu mà bạn không đồng ý thì bạn sẽ có rất nhiều lý do để không đồng ý. Ví dụ như là internet thì có thể đưa rất nhiều cái thuận lợi như thế nhưng ngược lại chỉ đưa một hình ảnh thôi mà chúng ta cần phải trải nghiệm để để thấm tắm mình trong cái văn hóa đấy tắm mình trong cái không gian đấy chúng ta mới thực sự là hiểu được người ta mới biết được đời sống người ta và ở đây có một câu rất là quan trọng là understand how others live cách mà người, người ta sống như thế nào người ở quốc gia khác sống như thế nào thì bắt buộc là phải đến tận nơi thì mới cảm nhận được do đó tôi sẽ ở bài này tôi chọn phương án là agree or disagree thì của tôi là disagree tôi chọn phương án không đồng ý tất nhiên tôi phải lập luận cho phương án không đồng ý này như thế nào thì xin mời các bạn chuyển sang Ý tiếp theo là tôi triển khai bài viết để triển khai bài viết thì trong đầu bạn phải có cái 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 tổ chức của bài viết cái này thì bạn phải học sớm chứ bần, vào vòng thi mà bắt đầu mới ngồi để phát thảo cái outline thế này thì thì thứ nhất là không ổn bởi vì bạn sẽ không viết được một cách vô cùng một cách chắc chắn được cái thứ hai là bạn có thể viết nhầm viết thiếu ý do đó cái những cái outline thế này đối với từng loại văn như văn agree and disagree thế này thì bạn có một outline là đoạn introduction một đoạn sau đó là hai đoạn thân bài two body paragraphs và một đoạn kết luận là bạn đã có thể hiện được cái outline này rồi và trong cái introduction thì bạn chỉ cần viết câu mở bài mở bài bằng cách là paraphrase cái câu hỏi tức là viết lại câu hỏi giữ nguyên ý sau đó bạn nêu quan điểm bạn đồng ý không đồng ý đó là câu thesis sentence hoặc thesis statement của bạn và sau đó bạn phát thảo những ý lớn để bạn triển khai trong cái body paragraph là gì bạn phát thảo đây vì sao bạn đồng ý vì sao bạn không ý những ý lớn của nó tất nhiên bạn phát thảo khoảng hai ý lớn ở đây và sau đó sang đoạn body paragraph thì bạn triển khai theo mô hình là uh, câu mở bài những câu giải thích cho cái ý mà bạn mở bài đấy và bạn đưa ví dụ để củng cố những lời giải thích của bạn uh, mỗi một cái um, đoạn văn này bạn chỉ, chỉ triển khai một ý duy nhất thôi thì bài này mới được điểm cao về cái điểm coherence and cohesion tức là điểm tính mạch lạc tính tổ chức của bài viết và cuối cùng bạn kết luận uh, bằng cách là tóm tắt lại những ý mà bạn đã nêu trên thế thì uh, những cái bài văn như Advantages and Disadvantages thì nó sẽ có cái cấu tạo hơi khác một tí uh, Hay là loại văn uh, uh, True Question hoặc là Direct Question essays thì nó có cấu tạo hơi khác một tí Thì tất cả những cái này thì nó sẽ đòi hỏi những cái Outlines mà được luyện trong cả quá trình dài Ở những dạng văn khác nhau Thế thì bài này tôi chỉ tạm thời đi vào cái uh, Agree and Disagree Essay thôi Và cụ thể tôi triển khai như thế nào bài viết này Cụ thể đó là tôi vào phần Introduction Uh, introduction của tôi sẽ bắt buộc phải viết ba ý ý đầu tiên là ý mở bài ý mở bài thì thuần túy là viết paraphrase the question tại sao bạn lại paraphrase tức là viết lại nó uh, đó là vì bạn uh, để đạt được điểm task achievement cho bạn hiểu đúng đề tức là tôi tốt nhất là mình không sáng tạo gì mà không viết mộng mơ xa xôi gì cả đề cho thế nào thì mình viết lại đề như thế nhưng viết theo ngôn từ của mình đấy, thế là đạt được rồi hoặc là cấu trúc viết của mình, cấu trúc câu của mình sau đó bạn phải nêu cái uh, quan điểm của bạn ra bạn không đồng ý hay đều đồng ý rồi vì sao bạn không đồng ý bởi những ý lớn nào thì bạn đưa vào câu Online Sentence Và cụ thể tôi xin, xin uh, phân tích Cái phần uh, Câu mở bài ở đây Để cho là The Internet means people do not need to travel to foreign countries to understand how others live Thì tôi viết lại như thế này In recent years The advancement of cyber technology Has been bringing about opportunities for people to visit almost any part of the world virtually, so physical travels to other countries is believed to be unnecessary. Uh, rõ ràng câu này thì tôi đã sử dụng cấu trúc ngữ pháp của riêng tôi, chứ tôi không dùng lại cấu trúc của họ. Tôi dùng cấu trúc của riêng tôi với uh, hai cái mệnh đề để tạo thành một cái câu phức. Câu phức với cái mà đầu tiên tôi bắt đầu thời gian và in recent years những năm gần đây. Uh, sau đó tôi đưa những cái từ, từ khó và khá là gọi là advanced word những từ cao cấp hoặc là uncommon word những từ ít sử dụng như là advancement từ sự tiến bộ cyber technology tôi dùng để thay thế cho từ internet và tôi dùng cái thì ngữ pháp là hiện tại hoàn thành tiếp diễn cái thì ngữ pháp này khá khó với người học tiếng anh như một ngôn ngữ, ngôn ngữ thứ hai do đó khi bạn đưa được thì ngữ pháp này vào thì điểm cũng sẽ là được tăng lên ấn tượng về mặt ngữ pháp has been bringing about thì bringing about bản thân nó là một phrasal verb thì nó như một thành ngữ thì bạn đã được thêm điểm về vấn đề từ vựng rồi đấy gọi là logical resource uh, bring about cái gì opportunities for people to visit almost any part of the world mọi ngõ ngách trên thế giới mọi phần trên mọi ngóc ngách trên thế giới nhưng thế nào virtually ảo thôi du lịch ảo thôi cho nên physical travels những cái chuyến du lịch mà bằng con người thật việc thật to other countries đến những nước khác is believed to be unnecessary được tin là không không còn cần thiết nữa thì tôi không có viết ý tưởng gì thêm tôi chỉ viết lại cái ý của họ bằng ngôn từ của tôi và bằng cấu trúc ngữ pháp của tôi tôi không bình luận gì không cho là đúng hay sai gì cả bởi vì đến đây tôi thì thể hiện là à tôi tôn trọng cái đề và tôi nêu lại vấn đề một cách nguyên gốc sau đó tôi mới bắt đầu đưa quan điểm ở phần thứ hai khi tôi viết thesis statement đó là ý tưởng của tôi là gì ý kiến của tôi tôi đã nói tôi không đồng ý và tôi sẽ triển khai cái không đồng ý đấy như thế nào trong outline sentence trong outline sentence tôi viết viết rõ tại sao tôi đồng ý hay tại sao tôi không đồng ý với những ý lớn gì thì khi tôi viết rõ được điều đó thì tôi sẽ đạt được điểm thêm điểm task achievement. Tức điểm là trả lời trúng uh, trúng uh, đề và đúng đúng đủ ý và cái thứ hai là tính mạch lạc của bài viết, coherence and cohesion tức tính tổ chức và mạch lạc bài viết. Làm cho người ta đọc đến câu online sentence của tôi người ta biết cụ thể tôi sẽ triển khai những ý gì trong phần body thì làm cho việc đọc của người 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 học uh, xin lỗi việc đọc của chuyên gia khảo thí sẽ thấy là nó nó tự nhiên hơn, thoải mái hơn và chính vì thế điểm sẽ cao lên cụ thể tôi viết như thế nào ờ, tôi muốn triển khai ý là quan điểm này không thuyết phục với tôi à không thuyết phục với tôi đây chính là cái 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 thesis statement của tôi đây và bởi vì sao bởi vì tôi muốn nói là du lịch trực tuyến không thể mang đến cơ hội toàn diện cho những người khát khao khám phá văn hóa à không mang đến cơ hội để khám phá văn hóa khám phá hết văn hóa không? được Đấy, đây là ý thứ nhất với ý thứ hai là việc tắm mình trong một nền văn hóa mới là dịp quý báu để học về nó tắm mình trong văn hóa là để học về nó là ý thứ hai Tất nhiên là tôi không khuyến khích các bạn là viết tiếng Việt ra rồi để dịch sang tiếng Anh mà tôi chỉ muốn trình bày ở đây là tôi muốn nghĩ và tôi muốn triển khai cái ý tưởng này bằng tiếng Anh như thế. Tức là đây là ý tưởng tôi nghĩ âm thầm trong đầu của tôi chứ tôi không bảo các bạn hãy viết tiếng Việt ra rồi dịch nó sang tiếng Anh nhé. À và hãy cố gắng là nghĩ bằng tiếng Anh và và viết thẳng bằng tiếng Anh luôn. Nhưng vì đây là một bài giảng, sau đó tôi muốn viết rõ ý tưởng của tôi ra để các bạn có thể theo theo nó được một cách dễ dàng. Cụ thể tôi viết nó như thế nào? Câu thesis statement This viewpoint is not convincing Câu thesis the statement của tôi đấy Nên là cái quan điểm này không thuyết phục Vì sao? Bởi vì because online tourism uh, Tôi dùng cái cấu trúc online tourism để nhắc lại cái um, internet uh, Online tourism cannot comprehensively provide What people are eager to explore culturally à, Đấy, cái mà con người ta khát khao khám phá về mặt văn hóa Và tôi sang ý thứ hai And immersing oneself tắm mình trong uh, in other culture trong một nền văn hóa mới is a valuable chance to learn about it. Đấy, Tôi ý thứ hai là tắm mình trong văn hóa mới thì là cơ hội để tôi học hỏi về văn hóa đó. Thì đấy tôi viết như vậy là tôi đã đạt được hai yếu tố là có cái thesis statement ở đây và có outline ở câu ở ý thứ hai này và như vậy tôi xong cái phần mở bài của tôi. Tất nhiên một số người không nghĩ ra được câu outline chân tốt như thế này thì người ta sẽ viết là và bài văn dưới đây sẽ phân tích những lý do để chứng minh luận điểm của tôi. Thì tất nhiên cái cách viết đó cũng được nhưng mà không được điểm cao bằng cái cái cách viết là đưa hẳn cái outline rõ ràng ra như thế này. Thì tôi xong cái việc uh, làm introduction rồi, tôi chuyển sang phần body paragraphs. Ở trong phần body paragraphs thì tôi sẽ tuân thủ cấu trúc là đưa ra topic sentence. Topic sentence là tôi viết lại cái ý mà tôi đã nêu trong phần outline sentence. Và sau đó tôi giải thích nó bằng những câu giải thích explanation sentences và tôi làm sâu sắc củng cố những cái ý mà tôi giải thích đấy bằng những ví dụ example sentence. Và tôi sẽ phải viết hai đoạn body paragraphs như thế này. À, xin mời các bạn xem tôi viết như thế nào. Cụ thể đầu tiên là tôi sẽ phải viết cái body paragraph thứ nhất với topic sentence của nó mà topic sentence tôi phải viết lại cái ý là online tourism mà tôi đã nêu ra ở phần mở bài đó. Online tourism cannot comprehensively provide what people are eager to explore culturally. À, thế thì cái ý này tôi sẽ phải viết lại trong câu topic sentence của tôi mà không được viết y nguyên cái câu này nếu mà viết y nguyên câu này thì uh, ngữ pháp cũng bị trừ uh, từ vựng cũng bị trừ bởi vì bạn nghèo nàn về mặt ngữ pháp nghèo nàn về mặt từ vựng và bài viết trở nên boring khi bạn lặp lại chính câu của mình uh, do đó bạn phải viết lại theo một cách hoàn toàn khác tôi viết thế này from a general perspective there are several reasons why the internet cannot offer genuine exposure to cultures of new peoples thế thì tôi dùng một liên từ để tôi nối cái ý uh, mà tôi mở bài uh, tôi 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 chuyển vào thân bài thứ nhất tôi tôi mở ra như thế nào thì tôi chuyển ý bằng cách là from a general perspective uh, để kết nối một cách mềm mại cái phần mở bài với phần thân bài của tôi uh, dĩ nhiên là ở bên cao ben trên 8 chấm nhất là ben 9 thì người ta sẽ không kỳ vọng uh, bạn viết nhiều cái, cái liên từ quá bởi vì viết nhiều liên từ thể hiện trình độ bạn tương đối là cơ bản còn người ta liên kết ý bằng bằng cái cái từ vựng ở trong câu. Cả. Chứ người ta không cần liên kết bởi những cái liên từ như thế này. Nhưng trong trường hợp này, liên từ này là một liên từ cực kỳ tốt mà bạn rất nên học để bạn đưa vào bài viết của mình. À, nhất là từ perspective là từ có, có, vừa mang tính quan điểm nhưng vừa mang tính hướng đến tương lai. Đấy, thì đâm ra là nó phù hợp với bài viết mang tính công nghệ như thế này. Đấy, sau đó thì tôi mới biết cái ý là có vài lý do để tôi chứng minh rằng cái Internet không thực sự đưa ra những những cái trải nghiệm chân thực, genuine chân thực, exposure những cái tiếp xúc chân thực về mặt văn hóa với những cái dân tộc mới, những dân tộc mới, Dùng từ dân tộc là từ khá là sắc sảo đúng không ạ? Tôi mở bài như thế này xong tôi mới chuyển sang cái uh, phần câu giải thích. Tôi sẽ giải thích nó bằng những ý mà tôi muốn giải thích thế này là đầu tiên uh, bạn phải chú ý đây là bài văn tranh luận, do đó bạn phải nêu cả ý tưởng của của cái uh, quan điểm đối ngược lại với bạn và bạn sẽ sau đó bạn mới vượt bác bỏ cái quan điểm người ta về bạn nêu quan điểm người ta đã chứ quan điểm người ta là gì không thể phủ nhận rằng công nghệ đã đạt được những tiến bộ lớn chứ nó giúp con người có khả năng chưa từng có để khám phá các đất nước khác ngay từ nhà mình thông qua màn hình máy tính màn hình tivi thông qua bằng phim này bằng tranh ảnh bằng web tương tác và bằng cả công nghệ thực tế ảo nữa thì người ta có thể lập luận như thế chứ đúng rồi và bạn cũng nêu nên nêu lên điều đấy ở trong phần phân tích của mình và và tôi nghĩ như vậy và tôi sẽ viết bằng tiếng Anh là uh, tôi đưa những cấu trúc để tranh luận như là it is undeniable that cấu trúc đặc trù của tranh luận uh, the, that cái gì the technology is making a giant stride towards uh, đưa đạt những tiến bộ rất lớn making a giant stride towards đây cấu trúc này cũng là cũng từ khó uh, mà làm gì nữa offering humans the unprecedented những cái, cái, chưa từng có tiền lệ ability là khả năng chưa từng có to explore other nations để khám phá những đất nước khác from home từ nhà via thông qua tv or computer screens thông qua những màn hình máy tính hoặc màn hình tv with videos pictures interactive web pages and virtual reality technology Đấy. thì, thì tôi, tôi viết cái cái ý mà tôi đang nghĩ bằng tiếng việt thế này tôi nghĩ trong đầu mình như này. tất nhiên là tôi sẽ nghĩ bằng tiếng anh và tôi viết bằng tiếng anh nhưng đây để giải thích cho các bạn thì tôi sẽ viết tiếng Việt ra để bạn hiểu ý tôi thôi chứ còn uh, cái này thì hoàn toàn chúng ta sẽ khi đọc quen và viết quen chúng ta sẽ nghĩ bằng tiếng Anh và viết tiếng Anh hoàn toàn uh, và ở đây tôi sẽ cố tình dùng những mệnh đề tính từ như là offering humans, the unprecedented, uh, unprecedented ability vân 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 thì làm cho câu trở nên phức tạp hơn uh, và chính vì thế mà điểm ngữ pháp cũng được cao lên bạn thấy ở đây tôi dùng rất nhiều cụm từ hay uh, thú vị mà mang đặc thù công nghệ rất là cao như là computer screen, interactive web pages hay là virtual reality technology và thể những sự tiến bộ như là từ making giant stride forwards hoặc là towards hoặc là unprecedented vân vân thì những cái từ này nó là đặc sản của cái lĩnh vực công nghệ mà tôi viết được vào đây thì sẽ được đánh giá rất là cao trong cái cái con mắt của người chấm bài thi viết uh, IELTS sau khi đưa ra lập luận là tôi hiểu quan điểm đối nghịch của người ta là gì thì tôi uh, bắt đầu phân tích quan điểm của tôi tôi đưa explanation sentences những cái phân tích của tôi uh, đó là tôi lập luận ngược lại tuy nhiên con người về bản chất thì vốn luôn khao khát khám phá và mong đợi nhiều hơn việc du lịch bằng hình ảnh rõ ràng là như vậy điều này chính là hạn chế của công nghệ công nghệ chỉ giúp chúng ta chơi bằng hình ảnh thôi mà thôi chúng ta chỉ có thể thực sự thỏa mãn khi được đặt chân lên mảnh đất mới nếm các món ẩm thực địa phương nhìn ngắm người bản địa sinh sống và lao động vân vân thì khi mà tư duy như thế này xong thì tôi sẽ phải viết tiếng anh tôi viết như thế nào tuy nhiên nevertheless tôi không dùng chữ however tôi dùng chữ nevertheless cho nó mới mẻ humans và tôi dùng để tính từ ở đây để tôi tăng thêm cái cái yếu tố ngữ pháp human who have always designed exploration by nature cũng từ by nature là về bản chất designed exploration khát khao khám phá mà tôi dùng thì hiện tại hoàn thành đấy mà ném vào đây À, ném vào giữa cái chữ humans và chữ động từ chính của nó là chữ expect thì tôi, tôi tôi thể tôi thể hiện cái năng lực ngữ pháp của tôi bằng cách là ném một mệnh đề tính từ để bổ nghĩa cho danh từ humans này à, đây là một cái khá thú vị để thể hiện cái sự vững chắc về mặt ngữ pháp của mình mặc dù tôi đang chơi chữ chơi về mặt ngữ pháp à, chúng ta làm gì humans sẽ làm gì humans expect more than visual touring kỳ vọng nhiều hơn việc uh, du lịch bằng hình ảnh nhiều lắm à, mà tôi lại bổ nghĩa thêm một mệnh đề tính từ nữa which is the limitation of technology. Đây chính là điểm hạn chế của công nghệ. Đấy, những mệnh đề những từ thế này tăng điểm ngữ pháp rất là lớn. Tôi đã viết thêm We can only fully satisfied by touring the land. Tôi đưa cũng từ khó vào. Touring the land. Fully satisfied. Testing the local cuisines. À, nếm thử cái uh, ẩm thực địa phương. Watching local people live and work. And so on. Cái ý vân vân này này nếu bạn viết là etc, etc, etc bạn bị trừ điểm đấy nhé ờ, trong bài văn học thuật thì bạn nên viết từ and so on hoặc là to name just a few đấy chứ bạn không nên viết bằng ký hiệu thế khi sau khi tôi phân tích uh, bằng hay ý này thì tôi phải củng cố chặt chẽ nó nữa hơn bằng việc đưa ra ví dụ của mình là tôi example sentence thì tôi đưa ví dụ thế nào? Trong đầu tôi nghĩ là ví dụ là tôi có thể lấy ẩm thực làm ví dụ lấy ẩm thực làm ví dụ nhé điều này điều vì ẩm thực có thể nói lên phong cách sống của người dân bản địa uh, vì không một công nghệ nào hiện nay có thể giúp một cái người du lịch trực tuyến ngồi ở London để có thể thưởng thức một tô bún riêu cua ở Việt Nam cay cay ngon tuyệt mà được nấu ngay chính tại Việt Nam. À, tôi cố tình đưa những từ thú vị vào cay cay và ngon tuyệt. Hay là tôi đã là ví dụ thì phải có tính chất là có tên tuổi rất cụ thể. Tôi lấy một người du lịch ở London và tôi lấy cái món ăn là món diêu, bún riêu cua lại ở Việt Nam nữa. Thì ví dụ càng cụ thể càng có tên cụ thể thì ví dụ càng càng xuất sắc. Thì tôi triển khai cái câu ví dụ là như thế nào? Take Cuisine, for example. Nhưng trước khi For Example thì tôi lại chơi về mặt ngữ Pháp một tí. Tôi đẩy cái mệnh đề tính từ vào giữa. Take Cuisine, which helps tell visitors the story of local people's lifestyles. For example. Đó. Sau đó tôi mới bắt đầu phân tích tiếp. No cyber technology can offer an online travel in London, a tasty and spicy bowl of crab noodles, a famous Vietnamese dish, which is cooked on the spot in Vietnam. Đấy. như vậy mà thấy là nấu ngay chính tại Việt Nam tôi dùng từ on the spot in Việt Nam hay là cái bắt uh, bún riêu cua uh, A bowl of crab noodles mà món ăn Việt Nam món ăn tôi dùng chữ just thay cho chữ food để nó tạo được sự phong phú tôi không dùng từ food từ đơn giản quá tôi dùng nâng cao hơn về chữ dis uh, rồi cay nóng uh, tasty and spicy uh, rồi uh, những cái um, cái việc mà bạn viết những cái thuật ngữ để đề cập đến tên tuổi cụ thể thế này như tôi nói là sẽ được đánh giá rất cao trong phần bạn lấy ví dụ hoặc sau này tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở những bài khác là lấy cái evidence lấy cả dẫn chứng nữa cả à, đấy là tôi đã làm xong cái nhiệm vụ của body paragraph thứ nhất là viết về lĩnh vực ở khía cạnh công nghệ giúp người ta du lịch như thế nào và những điều nó không giúp được ra làm sao để tôi phản bác quan điểm là du lịch trực tuyến không thể thay thế cho du lịch trực tiếp được tôi sang vấn đề thứ hai là tôi nói về du lịch trực tiếp thì cái topic mà tôi đã uh, topic sentence mà tôi đã nêu ở trong cái phần ví dụ ở trong cái phần mở bài của mình, ở trong cái đoạn mở bài đấy là cái ý thứ hai tôi nói là immersing oneself in other culture is a valuable chance to learn about it. Dĩ nhiên như tôi đã nói là không thể bê cái câu này vào làm câu topic sentence của của đoạn văn thứ hai được mà mình phải viết lại cái topic sentence. Ý thì như vậy nhưng viết một cách mới mẻ. Và tôi viết thế nào đây? Uh, như tôi đã nói là mình không nên lạm dụng các cái từ ví như là từ liên liên từ như là firstly rồi đến secondly đấy là rất là basic à, chúng ta có thể không cần dùng liên từ mà vẫn thể hiện sự liên kết ý thông qua việc dùng những cái từ phù hợp những cái từ vựng phù hợp trong bài à, mà cái ben chín là cái ben mà người ta mà dùng ít liên từ thôi người ta dùng chủ yếu là dùng các từ vựng để liên kết ý thì trong trường hợp này là tôi dùng từ vựng như là, như cái gợi ý của ben chín đây à, tức là biển điểm chín trở lên đấy à, xin lỗi không trở lên nữa là chỉ đến chín chấm thôi The proponents, những người ủng hộ of traveling, những người ủng hộ về đi du lịch, also argue that cũng tranh luận rằng, a second people spend in a new land, một giây phút mà người ta dành ra ở một miền đất mới, is a second là một giây phút that they spend acquiring knowledge about another way of life, là cũng là một giây để người ta dành ra hấp thụ tri thức về cái lối sống của dân tộc khác. Thì tôi thay cho, cho chữ là learn about it, thì tôi dùng acquire knowledge ấy và spend time doing something tôi bẻ vỡ cấu trúc đấy ra spend a second đấy tôi bẻ vỡ cấu trúc ra spend acquiring knowledge luôn thì đây tôi cũng thể hiện cái khoe vấn đề ngữ pháp của mình rất chắc chắn bằng cách là spend time doing something tôi bẻ vỡ nó ra như thế. À, thế thì ở đây thì tất nhiên là uh, người chấm người ta biết là à cái ông này ngữ pháp rất là hoàn hảo rồi. Thì dĩ nhiên rồi tôi là thầy giáo tiếng Anh mà tôi dạy tiếng Anh tôi viết cả một cuốn sách về ngữ pháp tiếng Anh ăn một ngón tay thì <laughs> cái chuyện viết những cái cấu trúc này là bình thường thôi. Còn nếu bạn mà muốn viết những kiểu thế này thì bạn nên tham khảo cuốn sách tiếng Anh trên lòng ngón tay của tôi thì nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều. À, đấy tôi viết xong câu uh, topic sentence như vậy à, và câu này có mang tính văn học khá là cao như là a second people spend in a new land is a second that they spend acquiring knowledge mang tính văn học khá là cao. À, tôi thực ra tôi có tham vọng viết ben 9 ở đây đi chứ. Tôi không không định viết ben 8.5 đâu nhưng mà không biết được giám khảo có thể chặt tay cho tôi 8.5 thì sao? Để chấm chặt chẽ. À, và bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần giải thích explanation sentences tôi giải thích thế nào tôi nghĩ là những ý giải thích thế này con người học tốt nhất qua trải nghiệm cho nên chỉ bằng cách tự thân uh, mình thăm một đất nước mới chúng ta mới có thể phát triển độ nhạy cảm văn hóa À tôi nhấn mạnh về độ nhạy cảm văn hóa tức là cảm nhận được và ứng xử về mặt phù hợp về mặt văn hóa với người địa phương và bằng cách hiện diện và trực tiếp trao đổi với cư dân địa phương chúng ta có cơ hội để khám phá những giá trị còn ẩn giấu những tập quán và phong tục vốn dĩ có thể giải thích được lối ứng xử của người địa phương Tôi nghĩ mình như vậy và tôi sẽ phải viết nó như thế nào Đây, câu viết của tôi Humans learn the best by experiencing Con người chúng ta vốn là học tốt nhất qua trải nghiệm So only by visiting a new country in person Can we develop and practice cultural sensitivity Vì tôi mở bài bằng mệnh đề là only by à, Do đó tôi bắt buộc phải đảo ngữ lên Tôi ném cái trợ động từ can lên trước chủ ngữ can we develop thì đây cũng là một cấu trúc ngữ pháp khó uh, ở trình độ advanced nên cái bài viết này sẽ được đánh giá rất là cao về mặt ngữ pháp Đó, và tôi sẽ sử dụng cụm từ khó như in person hay là cultural sensitivity develop cultural sensitivity và practice cultural sensitivity là những cụm từ và những collocation khá là hay khá là khó trong cái vấn đề uh, trải nghiệm văn hóa và du lịch tiếp theo tôi phát triển ý thứ hai bằng cách hiện diện trực tiếp đây By physically being in touch with local inhabitants Tôi thay chữ local people bằng từ uh, gọi sâu sắc hơn là từ inhabitants, cư dân, cư dân địa phương à, Rồi tôi sẽ viết tiếp là gì We have chance to discover their underlying values những giá trị còn ẩn dấu practices, tập quán and customs phong tục. Mà những thứ này which explain the local people's behavior Tôi đã tiếp tục dùng mệnh đề tính từ để tôi giải thích cho những cái uh, cũng danh từ mà tôi đã đề cập ở trước nâng cao điểm ngữ pháp của tôi nhưng trong qua nâng cao điểm ngữ pháp thì tôi đưa từ vựng khó là explain the local people's behaviors thì để có những từ vựng tốt như thế này thì bắt buộc bạn phải đọc nhiều thôi đọc nhiều và được được dạy thì mới 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 thực sự ứng dụng tốt được nó và tôi củng cố những ý tôi lập luận bằng ví dụ tôi ví dụ là gì đây à, một ví dụ tuyệt vời là ở nước nước lào nơi phụ nữ là người chủ gia đình thực thụ và chính vì thế họ là người đưa ra quyết định mà cho gia đình bất kể người chồng có địa vị xã hội cao đến đâu, à, tất nhiên bạn sẽ phải tư duy những chữ địa vị xã hội để về tạo ra cái từ vựng cho nó phù hợp này, rồi ra quyết định này, rồi chủ gia đình này. Thế nên nếu mà bạn nghĩ mà uh, không có từ vựng để để, để 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 thực hiện được ý nghĩ của mình thì bạn nên uh, viết đơn giản hơn. Nhưng vì chúng tôi có sẵn từ vựng nên là tôi sẽ nghĩ một cái phức tạp thế này. Và kết quả là những du khách đến thăm các các gia đình người lào phải thể hiện lòng kính trọng cao nhất đối với những người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình bằng cách chào họ đầu tiên và trước nhất. Tôi viết như thế này. A great example is Laos, a country where women are the lots of the family. Người chủ gia đình, of the family. So they are the ones to make decisions, đưa uh, ra quyết định, make decisions for the rest of the family. But regardless of how high the social status, địa vị xã hội, of the husband is, người chồng như thế nào? as a result, kết quả là visitors to allow household à đây gia đình tôi dùng từ family rồi do đó tôi chuyển thành chữ gia đình ở sau là chữ household à, nó mới mẻ hơn à, phức tạp hơn so với chữ family must pay the most respect pay respect to somebody thể hiện lòng kính trọng với ai à, dùng cấu trúc với danh từ thế này là cấu trúc mà động từ danh từ là cấu trúc dùng collocation khá khó nên bạn cũng được điểm cao hơn pay the most respect to the major women những phụ nữ lớn tuổi there By greeting them first vâng cái việc chào hỏi họ first and foremost đầu tiên và trước nhất Thế những cái cụm từ tôi in đậm thế này thì tôi sẽ có thể tổng hợp những cái bản pdf tức là cái bản đánh máy và tôi sẽ gửi cho các bạn vào email nhé nếu các bạn thực sự mà muốn học những cái bài viết thế này và lấy bài viết này làm ví dụ thì bạn có thể comment email ở dưới tôi sẽ gửi vào email cho các bạn những bản pdf hoặc là những website mà tôi phát triển trong thời gian tới để bạn có thể tiện học những cái câu từ thế này và như vậy là tôi đã làm xong hai vấn đề là viết mô tả cái body paragraphs một cách chi tiết và bây giờ tôi chuyển sang vấn đề cuối cùng là viết câu kết luận à, thực ra cũng, ở đoạn kết luận bạn có thể viết một câu cũng được viết hai câu cũng được à, nhiều hơn hai câu thì người ta cũng không bắt buộc à, và ý kết luận của tôi là gì chỉ đơn giản là tóm tắt lại cái gì mà tôi đã nêu ra thôi bằng một ngôn từ khác chứ không dạy dột là viết mà ý tưởng mới để phát triển ý mới nữa thì là đây không phải là cái kết luận do đó cái kết luận thì bạn phải lưu ý nhé đừng viết thêm gì mới nhé chỉ viết tập tắt thôi kết luận là internet ngày nay cung cấp cho du khách những công cụ hình ảnh rất hiện đại tuy nhiên chỉ bằng cách ghé thăm những miền đất mới trực tiếp du khách mới có thể tắm mình trong bộ văn hóa mới để có thể khám phá toàn diện lối sống của những cư dân địa phương à, tôi muốn kết luận bằng cách như vậy thì tôi viết như thế này in conclusion à, dấu hiệu kết luận bạn nên đưa cái in conclusion này vào hoặc là in summary hoặc bất cứ một dấu hiệu nào kết luận nhé cái này rất quan trọng không nên tiết kiệm liên tử ở đây. In conclusion, the internet provides travelers cái internet có thể cung cấp cho những người du lịch with cutting-edge visual tools. Đấy, nó hiện đại như vậy đấy, cung cấp cho những cái công cụ nghe nhìn rất là hiện đại. However, by only by exploring the land in person, bằng cách là khám phá cái đất cái miền đất ở đấy trực tiếp, can tourists immerse themselves in other culture to comprehensively explore the local inhabitants lifestyles. Đấy. Thì ý tưởng tôi đã viết ở trên thì tôi không cần dịch lại nữa. Nhưng tôi lại một lần nữa tôi lại dùng cái cấu trúc câu là cấu trúc đảo ngữ. Vì tôi dùng only by đâm ra tôi can tourist. tức là để đẩy trợ động từ lên trên trước chủ ngữ ở đây. Và tôi đưa những cái cụm từ khó cutting edge visual tools hay là local inhabitants lifestyles để nâng cao cái điểm của tôi. Và cuối cùng tôi có số lượng cái từ trong bài viết này là 382 từ. Thì trong vòng 40 phút mà nếu viết một bài viết uh, mà đến gần 400 từ như thế này mà không mắc lỗi từ vựng, không mắc lỗi ngữ pháp, uh, trình bày chặt chẽ về ý tưởng, cấu trúc bài tốt đúng như kỳ vọng của bài thi IELTS thì khả năng uh, và nhất là bạn dùng những cái liên từ mà nó ẩn được sau những cái từ vựng uh, chính từ liên kết ý ẩn sau từ vựng. Uh, tổ chức mạch lạc dùng từ khó, cấu trúc ngữ pháp khó thì khả năng đạt điểm tuyệt đối là rất cao, tức là điểm 9 chấm là rất cao. Uh, uh, và đây thì tôi tôi nghĩ là bài viết này thôi cứ để ăn chắc thì uh, mình cứ để điểm 8.5 thôi uh, và hy vọng là cái cái bài viết những cái bên 8.8.5 thế này sẽ giúp cho các bạn có những cái nhìn cụ thể về cách mà người ta tư duy uh, cách người ta xây dựng cái 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 um, outline cái plan cho bài viết và cách người ta triển khai ý và ngôn từ như thế nào để viết được đến band 8, 8.5 và tất nhiên để viết được như thế này bạn phải luyện tập cực kỳ nhiều tập rất là chăm chỉ và được học được đào tạo tốt thì bạn mới viết tốt như thế này và bài bài của tôi có thể kết thúc ở đây được rồi nhưng mà before saying goodbye trước khi tạm biệt các bạn thì tôi muốn nói với các bạn thế này tôi sẽ thường xuyên chữa đề thi IELTS writing và speaking mới nhất được đăng tải trên các cái trang thống kê về thi IELTS và tôi sẽ đăng trên Facebook của mình hoặc đăng trên kênh YouTube và cả kênh web của tôi là kênh smartcom.vn Uh, và nếu bạn comment cái uh, email ở dưới tôi tôi sẽ kể gửi cho bạn email bài viết của mình uh, và các bài chữa và uh, các bài học tư vựng cho IELTS uh, bây giờ tôi khuyên các bạn là thứ nhất là like để ủng hộ tôi và thứ hai là share bài viết này bài bài giảng này về Facebook của bạn để bạn tiện theo dõi và tức là bạn có thể mở Facebook của mình thì thấy có một chiều dọc và hàng tuần tôi sẽ gửi bài thêm và bạn chỉ cần comment địa chỉ email của bạn thì bạn sẽ nhận được bài học hàng tuần còn bây giờ thì Thank you very much for your time and goodbye for now.